Xin chào, tôi là Vui Vẻ và hôm nay tôi ở đây có một thông báo cho các bạn là The Next Level hiện tại không còn là shop bán áo chính thức của hệ thống kênh The Reviewer nữa. Nên là nếu mà các bạn đang mua áo The Next Level thì là đang ủng hộ người khác chứ không phải là ủng hộ tôi. Mà thay vào đó chúng tôi đã có shop bán áo mới tên là Trung Cuối. Ở đây chúng tôi vẫn bán mọi áo, áo phim, áo game, áo anime và đặc biệt có thêm cả sản phẩm mới, áo mè mè. Muốn nói tranh à? Cùng với đó chúng tôi còn bán tranh đa dạng chủ đề, cái gì cũng có, áo có cái gì thì tranh có cái đấy. Đây, áo Trung Cuối mới này. Đẹp không? Và để kỷ niệm sự kiện khai trương tháng 9 thì bạn có thể nhập mã Trùm Cuối mỗi khi mua áo để được giảm trực tiếp 20.000 trên đơn hàng. Cùng với đó là trong cả tháng 9 thì mỗi khi bạn mua hàng chúng tôi sẽ tặng cho bạn một cái tranh như này. Nhưng nó bé hơn một tí, trị giá 30.000. Đẹp á, đấy mấy cái tranh cửa này. Nhưng nó bé hơn nhá, thì cái hộp bé thế thôi, tranh to bạn mua sau. Link mua hàng ở phần mô tả và bình luận. Nói chung là bây giờ chúng tôi không bán The Next Level nữa, nó là Trùm Cuối, mặc áo Trùm Cuối thì đây nó vẫn VIP Pro thế thôi. Nhá, mua đây. Nhắc đến cái tên Jordan Peele, cư dân toàn cầu đều nhớ đến những clip hài cốt triệu view. Giữa thời đại, ai cũng đòi quyền lợi cho 6 màu. Peele không chấp nhận mình một màu, nên ông tiến đến thể loại kinh dị châm biếm để thỏa mãn cái trí tưởng tượng bùng nổ và bệnh hoạn của mình. Đó là một sự bệnh hoạn thú vị. Bằng chứng là Get Out, bộ phim mở đầu của Peele đã mang lại được tượng vàng Oscar như một cú hích cho phong cách làm phim hoàn toàn khác biệt. Sau tác phẩm thứ hai là Us gây nhiều tranh cãi, thì mới đây Jordan Peele đã cho ra mắt bộ phim điện ảnh thứ ba của mình về cái tên khiến mọi người không ít băn khoăn. Nope, có thể cắt nghĩa đơn giản là điếu, là khum, là ứ hay là viết tắt cho một cụm từ ẩn ý nào đó. Vẫn chưa có lời giải thích cụ thể nào từ đoàn làm phim. Sau một hồi tìm hiểu, cụ thể là gọi thẳng cho đạo diễn cho đỡ mất thời gian, thì chúng tôi đã có được đáp án cho từ nope. Nó là từ viết tắt của cụm từ Not a Planet Earth, dịch nôm na là thứ không thuộc về trái đất. Vậy bộ phim này như thế nào? Thách đố người xem ngay từ cái tên như vậy thì có đáng để chúng ta ra rạp và tiêu 3 tiếng tuổi thọ không? Câu trả lời là rảnh thì đi, chứ xem xong video này thì tham khảo thôi. Cốt truyện, bộ phim Nope vẫn giữ được phong cách làm phim đặc trưng của giày Jordan, nơi ông có thể thỏa mãn bay bổng với trí tưởng tượng của mình. Bộ phim nói về hoàn cảnh của hai anh em nhà Haywood, hai anh em có tính cách hoàn toàn trái ngược nhau, từ giới tính đến việc người anh OG là một người hướng nội lầm lì, còn cô em gái Emerald là một người hoạt náo, tung ta tung tăng. Gia đình họ có một trang trại nuôi ngựa, chuyên huấn luyện những con ngựa để phục vụ cho điện ảnh. Sau sự ra đi đầy bí hiểm của người cha, hai anh em chật vật trong hành trình duy trì truyền thống của gia đình. Nhưng câu chuyện thời thế đổi thay là một câu chuyện muôn thuở khi các nhà làm phim dần hướng tới sử dụng CGI nhiều hơn cho các tác phẩm của mình. Công việc kinh doanh nhà Haywood do đó cũng đang có xu hướng xuống dốc. Sau một đêm nọ, OG cảm nhận được sự bất thường xung quanh khu vực mình sống. Một vật thể lạ không rõ mết đi nước nào lẩn khuất sau những làn mây, khiến cả những con ngựa trong chuồng cũng muốn làm Joker. Sau đó là chuỗi hành trình của gia đình Haywood và những người bạn chống lại thế lực ngoại xâm. Chủ đề về người ngoài hành tinh xuất hiện ở nông thôn Mỹ là một đề tài đã được sử dụng rất lâu về trước tại Hollywood, nhưng với phong cách làm phim của Jordan Peele, thể loại này đã được thổi một luồng gió mới. Đó là một cơn gió điều hòa mát lạnh run bần bật, vì sự căng thẳng sẽ tăng dần đều khi thế lực thù địch chơi trốn tìm và xuất hiện với mật độ ngày càng cao ở những tình tiết cuối. Jordan thật sự rất tài tình khi tác phẩm kinh dị của ông luôn được dung hòa một cách mượt mà các yếu tố hài hước và sắc tộc. Lần này là thêm cả yếu tố viễn tưởng nữa, khiến người xem không khỏi choáng ngợp và tò mò về những gì sẽ xảy ra. Cộng thêm một chút chiêm nghiệm khi bộ phim kết thúc, however, bộ phim lại hơi bị chậm chạp ở đầu, khiến cho mạch phim có phần lê thê với thời lượng lên đến 3 tiếng đồng hồ. Đó cũng chính là mặt trái của việc tham lam, muốn cài cắm quá nhiều vấn đề. May mắn thay, khi sau cùng, mọi thứ được giải quyết ổn thỏa và logic, dàn cast mang trở lại gương mặt đã đồng hành cùng mình từ Get Out, Daniel Kaluuya. Chúng ta được chứng kiến một OG vô cùng lầm lì, với đôi mắt còn nói nhiều hơn là đôi môi. Hình tượng này làm tôi nhớ đến vai diễn Bing của anh trong Black Mirror, một chàng trai thể hiện tình yêu thương của mình với người xung quanh bằng những hành động mạnh mẽ. Nhưng với Nope, Danny không quá xuất sắc mà chỉ tròn vai. Điều này cũng dễ hiểu khi hành trình ở Get Out là một hành trình rất nặng về tâm lý với một câu chuyện rất gần về xã hội hiện đại. Ngược lại với Nope, một bộ phim có nhiều yếu tố viễn tưởng, hành trình tâm lý của nhân vật không được thử thách nhiều, do đó thiếu những chất xúc tác để khuếch đại cảm xúc của người xem. KK Palmer trong vai diễn Emerald có vẻ làm tốt hơn anh trai của mình. Cô hiện lên là một cô gái đang làm mọi cách để được chú ý, ước mơ sống trong danh vọng và giàu sang, bất chấp sự nguy hiểm về tính mạng để có thể có được những hình ảnh về sinh vật ngoài hành tinh đầy bí ẩn. Nhân vật cuối cùng là Ricky Jupp Park, được thủ vai bởi Steven Yeun. Cá nhân mình thấy rất ấn tượng với vai diễn đầy bí ẩn của anh trong phim Burning, một bộ phim tâm lý trinh thám đáng để thưởng thức. Quay lại với Nope, Ricky thuở nhỏ đã mắc phải một sang chấn tâm lý nặng nề khi chứng kiến con khỉ tàn sát tất cả mọi người trong đoàn làm phim sitcom Goldie Home. Sau sự kiện đó, cậu bị ảo tưởng rằng mình có thể thuần hóa được thú dữ qua ánh mắt, một hình tượng nhân vật châu Á đặc trưng được thể hiện qua ngòi bút của các biên kịch Mỹ, nghĩ mình thông minh và tham vọng. Tuyến truyện của Ricky tuy chỉ là tuyến truyện phụ nhưng ẩn dụ khá nhiều thông điệp hay ho về sắc tộc và truyền thông. Những hình ảnh ẩn dụ, nếu nhìn bề nổi của Nope, chúng ta sẽ thấy được một câu chuyện viễn tưởng về hành trình chống lại người ngoài hành tinh. Nhưng nếu để ý và liên tưởng thì sẽ có rất nhiều hình ảnh ẩn dụ
mà tôi đã tìm hiểu và thấy hợp lý. Đầu tiên là hình ảnh con khỉ phát điên dẫn đến cuộc thảm sát đẫm máu. Các bạn có nhận thấy được sự tương đồng của phân cảnh này với phân cảnh nổ súng của Joker tại chương trình của Murray không? Hãy ví Murray hoặc thứ đại diện cho ông là truyền thông, là thứ dễ dàng phán xét người khác, tẩy não, điều phối dư luận để họ có đồng quan điểm với mình. Từ đó, vô tình một cách cố ý gây sát thương về mặt tinh thần với một cá nhân nào đó. Tôi biết so sánh một con người với một con khỉ là khập khiễng và hành động của Joker là sai, nhưng nhìn theo góc độ cảm tính, chúng ta đều là động vật và dù mất nhiều năm để tiến hóa, vẫn tồn tại những thứ gọi là bản năng. Một trong số đó là bạo lực. Con khỉ bị phát điên vì nó bị tước đoạt khỏi môi trường sống, bị trở thành công cụ làm hề phục vụ cho con người. Tiếng quả bóng nổ như giọt nước tràn ly làm nổi dậy bản năng hoang dại của nó. Một hình ảnh nữa mà tôi nghĩ cũng là ẩn dụ cho truyền thông, đó chính là hình ảnh con quái vật ngoài hành tinh. Như chúng ta thấy, con quái vật này luôn lẩn khuất, thoát ẩn thoát hiện ở giai đoạn đầu, thể hiện rằng mối lo về đời tư, thông tin cá nhân hiện nay liên tục bị dòm ngó và chỉ cần sơ sẩy một chút thôi là có thể bị con quái vật truyền thông kia nốt chừng. Hình ảnh em chụp lại được con quái vật thể hiện rằng cô rất cố gắng chống lại quái vật truyền thông. Nhưng có một sự thật là ai sẽ tin cô, hay họ nghĩ rằng đây là một sản phẩm của nhà Adobe BTS. Hình ảnh chiếc giày ngược giống như một phép màu tối. Nói phép màu tối vì nó có vẻ như đã cứu mạng của Ricky trong sự kiện thảm sát của con khỉ, nhưng nó lại gieo vào đầu cậu bé non nớt ngày nào ảo tưởng về năng lực của bản thân. Cậu lớn lên và nghĩ rằng mình có siêu năng lực có thể thuần hóa được thú dữ, nhưng điều đó hoàn toàn không đúng. Và cậu đã phải trả giá sau này với một sự kiện kinh dị không kém gì sự kiện con khỉ. Thứ cứu sống Ricky năm đó có thể chỉ là cái khăn trải bàn. Có lẽ nó đã che mất ánh mắt của Ricky khỏi con thú vật điên loạn khiến nó nghĩ cậu không phải là hiểm họa. Một hình ảnh nữa có thể là cài cắm cho hình ảnh chủng tộc, đó là con ngựa Ghost và Lucky. Con ngựa Ghost là con ngựa màu trắng nhưng tính tình bất trị và khó thuần hóa, dẫn đến cái chết thương tâm. Còn con ngựa Lucky màu đen, tuy ngộ tính kém hơn nhưng đã bằng một cách nào đó sống sót và đồng hành cùng OG trong suốt hành trình tiêu diệt con quái vật. Phim về người da màu nên mỉa mai người da trắng. Một bộ phim không có plot twist vì toàn bộ thời lượng, đạo diễn đã chú trọng vào xây dựng hai câu chuyện, một câu chuyện phụ đủ hấp dẫn để làm tiền đề cho câu chuyện chính. Phim của Jordan là như vậy, khiến khán giả luôn nghiền ngẫm và hiểu nó theo một cách riêng. Nói tóm lại, Nope là một phim tượng hình hay cài cắm nhiều vấn đề trong xã hội bằng cách kể một câu chuyện mang hơi hướng viễn tưởng. Bộ phim không có nhân vật chính, họ chỉ là những nét để phác họa cho bức tranh tổng thể màu sắc. Phim chống chỉ định cho những cặp đôi đang hẹn hò vì xem phim sẽ mải nghĩ mà quên sàm sỡ nhau, hoặc ngủ luôn trong rạp. Chấm điểm quốc lộ trên tình đầu vì phim dài, xem rất đầu lâu nhưng hay. Đi xem đi nhá, dù trên mạng có bản đẹp rồi. Còn các bạn nghĩ sao về phim Nope? Có nhận định nào của tôi mà các bạn không đồng ý không? Hãy để lại comment bên dưới. Tôi là Châu Hạnh Linh. Còn bây giờ thì... See ya!